Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi trên đường thì mình có gặp cái chỗ dây chai thì mình thấy cái bộ này của PS2 cho máy tính. Mình thấy là hay nhưng mà nó không có cái wallet, không có cái USB nha. Thì mình thấy nó rất là phù hợp cho cái xe của mình. Đấy, xe robot. Thì thường thường mình dùng con này để điều khiển bằng Bluetooth, thì bây giờ mình sẽ có thể là cái ý tưởng mới, mình tạo ra một cái tay điều khiển riêng để điều khiển cho con xe này ha. Thì bây giờ mình sẽ khám phá bên trong thử cái bộ PS2 Logitech này nó có gì hay ha. Rồi đây là cái nguyên bản đó. Bây giờ mình sẽ xem những cái phím chức năng ha. Mình sẽ tận dụng những cái phím ở trên này nè, những cái nấm joystick này, nó sẽ điều khiển cái xe mình hay hơn, mình cầm điện thoại nó cũng rồ hơn luôn ha, khá là thích. Thì mình kiếm cái này cũng không có nhiều tiền, mấy chục nghìn. Bốn ốc dưới đây là xong. Nên thấy hết bốn ốc rồi ha. Thì bắt đầu mình mở ra. Đây. Quá trời. Wow. Ghê thiệt. Thiết kế quá ghê. Này. Các bạn xem ha. Nó là con phát Bluetooth. Rồi motor rung, hai motor rung. Như đây thấy mua là lời rồi đó. Rồi. Đây là cái nút nhấn nè. Đấy. Rồi mình tháo luôn ha. Nếu mà mình ấy, nếu mà mình làm á thì mình có thể tận dụng lại cái bo này, mình câu chân ra để mình bỏ một cái phần đường điều khiển lên cái mạch của mình riêng ở trên này, hoặc có thể là mình bỏ hết mà chỉ giữ lại những cái nút bỏ motor này luôn. Đấy. Wow. Cái giúp tích này nhận dùng được này. Ở trên này thì nó dùng phím giống cái phím của remote ha. Thì cái này thì nếu mà chế thì hơi khó. Nhưng mà mình sẽ kiếm mình sẽ phản hồi lại thử là cái này nó có sử dụng được hay không cho những video tiếp theo ha. Cái này thì nói chung mà trong cái cảm nói chung hơi lạ, có thử mình nó hoạt động nguyên lý thì mình cũng chưa rành nó làm cái này, chắc là giống biến trở quá, không khá hay. Nếu mà dùng cái này để tăng ghe thì ok nè, tăng tốc độ lên ok vậy thôi. Nói chung là đỡ mất công phải làm vỏ. Mình sẵn cái bộ này có vỏ đẹp, có nút sẵn luôn, đỡ cực hơn. Rồi vậy thôi ha.